Thông tin đầu tiên là tỉnh Tuyên Quang sẽ thành lập mới 6 khu công nghiệp. Về phương án phát triển hệ thống các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh sẽ thu hút đầu tư khu công nghiệp Long Bình An tại thành phố Tuyên Quang, đầu tư, xây dựng mới khu công nghiệp Nhữ Khê, Đội Cấn, khu công nghiệp dọc đường cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ, tại huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, khu công nghiệp Tam Đa, huyện Sơn Dương. Về cụm công nghiệp Thắng Quân tại huyện Yên Sơn dự kiến được mở rộng, cụm công nghiệp Sơn Nam tại huyện Sơn Dương được nghiên cứu thành lập trên diện tích quy hoạch khu công nghiệp cũ. Cùng với đó, có 18 cụm công nghiệp được thành lập mới thời kỳ 2021 tới 2030. Thứ hai là sẽ có 2 cao tốc và 8 quốc lộ đi qua. Quy hoạch Tuyên Quang cũng đưa ra phương án phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Tuyên Quang sẽ quy hoạch 2 cao tốc City 02 và City 15, cùng với đó là 8 quốc lộ bao gồm quốc lộ 2, quốc lộ 37, quốc lộ 2C, quốc lộ 279, quốc lộ 3B, quốc lộ 2D, quốc lộ 280 và đường Hồ Chí Minh. Đối với hệ thống cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có chiều dài khoảng 11,6 km, quy mô 4 làn xe. Cao tốc Tuyên Quang, Hà Giang đoạn qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang có chiều dài khoảng 80 km, quy mô 4 làn xe. Còn hệ thống 8 quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh sẽ có tổng chiều dài khoảng 765 km. Thứ ba là quy hoạch 6 đường tỉnh mới. Đối với đường tỉnh trên địa bàn, đường tỉnh kết nối liên vùng được quy hoạch gồm đường kết nối liên vùng Phổ Yên, Thái Nguyên, tới Tuyên Quang và Yên Bái, đường kết nối huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tới huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, đường từ thành phố Tuyên Quang đi xã Tam Đa, huyện Sơn Dương kết nối với huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đường Ninh Lai tới Đạo Trù và IC4 cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Đường kết nối liên vùng Bắc Cạn đi Tuyên Quang và Hà Giang, đường kết nối khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào với di tích lịch sử ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đường kết nối thành phố Tuyên Quang sang tỉnh Yên Bái, đường từ huyện Hàm Yên, đoạn cao tốc Tuyên Quang, Hà Giang, đến huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang kết nối với tỉnh Bắc Cạn. Thứ tư là quy hoạch 68 khu đô thị, nghỉ dưỡng, thể thao sân golf. Về phương án phát triển hạ tầng khu đô thị, dịch vụ tổng hợp, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao sân golf, 68 khu sẽ được hình thành mới trong thời kỳ 2021 tới 2030 bao gồm 2 khu tổ hợp dịch vụ tổng hợp, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao sân golf tại huyện Yên Sơn, 1 khu tổ hợp dịch vụ tổng hợp, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao sân golf tại huyện Sơn Dương. Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm, khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, dự án sân golf Mỹ Lâm, Tuyên Quang, khu đô thị Tân Quang City 1, khu đô thị Luxury Parkview, khu đô thị Mimosa, khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ỷ La, dự án khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, khu đô thị An Tường Riverside, phường An Tường. Tổ hợp sân chơi thông minh, sân tập thể dục thể thao và trung tâm dịch vụ thương mại, khu nhà ở cao cấp Thành Tuyên tại phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng và dự án sân golf Hồ Ngòi là tại các xã Chân Sơn, Trung Môn, Kim Phú, huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang. Thứ năm là thực hiện nâng cấp nhiều khu du lịch. Phương hướng phát triển du lịch, Tuyên Quang sẽ xây dựng, hoàn thiện tiêu chí, trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận khu du lịch Tân Trào trở thành khu du lịch quốc gia, xây dựng khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, phát triển khu du lịch sinh thái Na Hang, Lâm Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí khu du lịch sinh thái quốc gia, duy trì và nâng tầm lễ hội Thành Tuyên trở thành lễ hội có quy mô, thương hiệu quốc tế.